qua là em sinh nhật. Đấy thì là có một chút hôm qua thôi. Áo của em là chắc chắn là sai rồi. Đấy nhưng mà có cái là em nghĩ là nó đủ qua một đêm thì nó chắc là nó cũng hết luôn. Người tài xế lái xe khách chạy trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh này đã bị vi phạm nồng độ cồn. Cụ thể, qua kết quả đo tại chỗ, nồng độ cồn của tài xế ở mức 0,117mg trên lít khí thở. Theo lời của người tài xế, tối ngày 14 tháng 12 là sinh nhật mình nên anh đã tụ tập bạn bè để uống rượu. Anh nghĩ rằng ngủ một đêm sẽ hết cồn, nhưng kết quả vẫn vi phạm. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ phương tiện của tài xế, đồng thời thông báo cho hành khách trên xe để chủ động lộ trình của mình. Với lỗi vi phạm này, người tài xế sẽ bị phạt tiền 7 triệu đồng, tước bằng lái 11 tháng và áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ phương tiện đến 7 ngày. Ngày 15 tháng 12 năm 2020, Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an tổ chức ra quân đảm bảo trật tự an toàn giao thông và trấn áp tội phạm nhằm phục vụ bảo vệ Đại hội Đảng bộ toàn quốc lần thứ 13 và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đợt ra quân này, cảnh sát giao thông toàn quốc tập trung xử lý những lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn, ùn tắc giao thông như vi phạm nồng độ cồn, ma túy và tăng cường trấn áp tội phạm. Cảnh sát giao thông sẽ tập trung xử lý vào các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Đó là các cái vi phạm về nồng độ cồn, ma túy. Đối với xe khách thì tập trung vào xử lý các cái lỗi vi phạm như là chở quá số người, đỗ dừng đón trả khách không đúng nơi quy định. Đối với xe tải thì tập trung vào xử lý cái phương tiện chở quá tải trọng cho phép. Và đối với mô tô, xe gắn máy thì xử lý các cái vi phạm về không đội mũ bảo hiểm và không chấp hành đèn tín hiệu khi tham gia giao thông. Bên cạnh đó thì trong cái đợt cao điểm lần này thì lực lượng cảnh giao thông sẽ tập trung xử lý đồng bộ trên cả cái ba cái lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa. Trong đó cái đường thủy nội địa thì tập trung vào xử lý các cái phương tiện phục vụ nhân dân tham quan lễ hội không đảm bảo an toàn kỹ thuật. Thứ hai nữa là tập trung đấu tranh mạnh với các loại tội phạm lợi dụng phương tiện thủy để vận chuyển buôn bán pháo trái phép và cái vũ khí vật liệu nổ, vân vân. Đối với đường sắt thì tập trung vào xử lý các cái vi phạm là nguyên nhân chính gây ra các cái vụ tai nạn trong đường sắt như là đường ngang, lối tự mở, vân vân. Trong cái đợt cao điểm này thì chúng tôi cũng khuyến cáo với mọi người và là với quan điểm là đã uống rượu bia thì không lái xe. Sáng ngày 15 tháng 12, Phòng Cảnh sát Giao thông PC08 Công an Bình Thuận cũng ra quân đợt tuần tra cao điểm kiểm soát giao thông, phòng chống tội phạm, phục vụ Đảng bộ toàn quốc lần thứ 13 và dịp Tết Nguyên đán 2021.